Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Đúng như đã hứa trong video trước về cập nhật cực khủng tháng 6 2019 của Clash of Clans phần 2 mà mình đã đưa ra, thì hôm nay chúng ta cùng đến với thông tin cực kỳ nóng hổi và chính xác nữa về COC. Và chỉ vài giờ trước thôi thì nhà phát hành game Supercell đã tung ra thêm thông tin cho bản cập nhật tháng 6 năm 2019 với việc xác nhận là nâng cấp hội trường thợ xây cấp 9. Vậy cụ thể đó là gì? Các bạn hãy theo dõi tới cuối video phần 3 về cập nhật Clash of Clans tháng 6 năm 2019 này nhé. Và đây chính là thời điểm tuyệt vời để các bạn bấm vào nút đăng ký kênh Akari Gaming, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất, chính xác nhất về nội dung thông tin update nóng hổi nhất của trò chơi COC. Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu thế nào? Let's go! Hai năm trước, có bao giờ các cậu thắc mắc có gì ở bờ bên kia không? Điểm cuối cùng nữa mà mình muốn nhắc đến trong cái video được hé